đến đấy. Chú ai học được thì... Ý lại đang đây tí đi. Đang đây tí cỡ như vậy. Nhưng mà đang là kêu hỏi chồng ơi vậy hả? Quay lại. Nhà sách Kim Đồng á. Kim Đồng ở đâu? Đó. Con đưa vào tính tiền đi con. Kìa, lửa sách này kìa. Ôi, lửa của sách to thế. Ừ, nhiều hình quá vậy. Mấy rồi. Con tìm cái quầy tính tiền đâu. Quầy tính tiền đâu, con tìm quầy tính tiền đi. Quân mua cuốn nào? Quân mua cuốn nào? Cuốn nào con? Chú Ba Mai. Hôm nay nè, mẹ kêu con lâu cho con ha. Nghe thế nào nữa? Ba Mai. Hả? Sao con kia kìa, tôi ra ngoài với chị hai. Ồ, kẹ gắn vô, gắn vô. Rồi đưa cô ba mua cho, đưa cô ba mua cho. Đưa cô ba là tính tiền. Mua cũng đó là Superman. Spider-Man. Batman. Đây đây quay cho tính tiền cho con. Ở đây đây đây. Đây con mua cho. Tính tiền. Con nó mua cuốn Spider-Man. Hả? Spider-Man. Dạ chắc. Thì tìm mua cuốn gì? Rồi đưa lại cô ba tính tiền một lượt luôn. Đưa cô ba tính tiền một lượt luôn. Còn anh hai là đứng lì cho nó luôn rồi đó. Anh hai lần nào cũng vô đứng lì cho nó hết trơn. Cái này coi, để lại lên. Rồi đi. Con Lan cũng mới có chưa? Con này gặp tính mấy? Con tìm đi. Không biết tìm.
Kỹ vườn thích con nào? Thì sao nè? Một quyển. Một quyển. Mẹ hồi chiều con coi Trần Quốc Toản nè, thích Trần Quốc Toản nè. Đó. Lá cờ thiêu 6 chữ vàng đó. Khang coi không cuốn này nè, lá cờ thứ 6 chữ vàng. Nó có cận thị không mà sao nó vú cái đầu sát mắt không sát vậy? Quân ấy là quân á. Không. Thank you.
quay thiếu cần. Ba quay coi trong nhà sách á. Ba em đâu? Kìa, đi trước kìa. Đó, em dẫn đầu đi trước đó. Bữa nào dẫn ba cho con nguyên bộ xe hơi. Hát Khang, bữa nào lấy cái bộ sưu tập xe hơi, hình xe hơi đó cho em. Cho em coi xe hơi. Ừ, xe hơi đó. Trời ơi, hay quá. Bước ra ngoài. Sửa tao giùm mọi năm con. Hết gì? Tỉnh xử luôn á. Sophie. Selfie. Chưa? Hiện tại chưa? Đó. Đấy. Nó đụng một cái. Chơi bị lục từ đầu. Mẹ đi đây, tìm người.